Hello, xin chào mọi người. Em là Lệ, nhân viên tư vấn cửa hàng xe máy Duyên Long Phát, địa chỉ nằm ở đối diện cổng chợ Phùng Trái Nga, thủ dầu một Bình Dương nha. Trong clip ngày hôm nay thì em sẽ báo giá tổng hợp những dòng xe mà đang được rất là nhiều anh chị quan tâm nha. Nó kể đến phải là dòng xe Vario. Vario thì hiện tại bên cửa hàng em có đầy đủ phiên bản 125, 150 và 160 nha. Bên cạnh em là phiên bản Vario 125 2022 thì hiện tại bên cửa hàng em đang hỗ trợ với mức giá là 47.500.000. Muốn góp thì anh chị chỉ cần đưa trước cho em từ 4 đến 5 triệu là có thể lấy xe được nha. Còn là bên này là Vario 125 phiên bản 2023 đời mới nha. Dòng xe này thì hiện tại bên cửa hàng em đang hỗ trợ mình với mức giá là từ 48 triệu nha. Anh chị muốn góp thì chỉ cần đưa trước cho em từ 4 đến 5 triệu thôi là có thể lấy xe được nha. Còn bên này là Vario 160 nha. Vario 160 thì hiện tại với mức giá là từ 64 triệu và mua góp thì anh chị đưa trước cho em từ 17 đến 20 triệu là có thể lấy xe rồi nha. Mình đi qua dòng xe số cũng được rất là nhiều người yêu thích ạ. Dòng xe số, xe Future, xe số cao cấp nhất của Honda thì hiện tại giá cũng đang tụt giá rất là sâu rồi. Giá xe sẽ dao động là từ 33 đến 37 triệu tùy từng màu và phiên bản nha. Giá đã bao gồm thuế VAT đăng kiểm đầy đủ cho mọi người rồi. Mình đăng ký biển số ở đâu thì liên hệ để em hỗ trợ nha. Đặc biệt là dòng xe Future thì hiện tại bên cửa hàng em đã hỗ trợ anh chị mua góp không cần trả trước nha. 155 có con đủ rồi. Còn đây là dòng xe Colt Yamaha Exciter 155 nha. Nhiều khách hàng hỏi là sao bên cửa hàng em không có xe độ, thì chúng ta là bên cửa hàng em vẫn có xe độ nhưng mà là trưng, xe trưng nên là không có để cùng với lại những cái xe màu zin ấy ạ. Dòng xe này thì bên cửa hàng em cũng đang hỗ trợ mình với mức giá là từ 44 triệu 500 đến 50 triệu tùy từng phiên bản nha. Và những màu tiêu chuẩn thì bên cửa hàng em đang hỗ trợ mình mua góp không cần trả trước luôn nha. Bên này là dòng xe Vario 160 mọi người nha. 160 thì bên cửa hàng em cũng có hỗ trợ độ màu 3D và có màu 3D sẵn cho mình qua cửa hàng em lựa chọn nha. Bên này thì bên cửa hàng em có đầy đủ hai phiên bản. Xe BS thì hiện tại giá là từ 51 triệu, còn bản ABS hiện tại là giá là từ 62 triệu nha. Anh chị mua góp thì đưa trước cho em từ 5 triệu với bản xe BS, còn bản ABS thì mình đưa trước cho em từ 16 đến 20 triệu là có thể lấy xe rồi. Còn bên này là dòng xe Yamaha Xezanos nha. Hiện tại thì dòng xe này là giảm giá tụt giá sâu nhất trong năm rồi. Với mức giá này mà mình không mua nữa thì qua tháng thì chắc chắn giá nó sẽ tăng đấy ạ. Dòng xe này thì bên cửa hàng em đang hỗ trợ mình với mức giá là từ 29 đến 30 triệu tùy từng phiên bản nha. Giá đã bao gồm VAT rồi. Nếu anh chị mua góp dòng xe này thì bên cửa hàng em cũng đang hỗ trợ không cần trả trước nha. Đây, hiện tại bên cửa hàng em có đầy đủ màu nha. Để tham khảo thêm màu thì cứ liên hệ trực tiếp Zalo để em gửi hình cho mình ạ. Còn bên này là dòng xe Vision của Honda nha. Vision của Honda thì hiện tại bên cửa hàng em đang có đầy đủ 4 phiên bản luôn. Và giá sẽ dao động là từ 34 đến 41 triệu tùy từng phiên bản nha. Mình mua góp thì anh chị đưa trước giúp em, không cần đưa trước với phiên bản tiêu chuẩn, còn những phiên bản như là đặc biệt hoặc phiên bản cá tính thì chỉ cần đưa trước giúp em từ 2 đến 4 triệu là mình có thể lấy xe luôn trong ngày rồi nha. Đây, hiện tại bên cửa hàng em có đầy đủ tất cả các màu zin cho mình lựa chọn nha. Ngoài màu zin ra thì bên cửa hàng em vẫn có hỗ trợ độ màu 3D nha. Có đầy đủ 4 phiên bản nha. Đây là phiên bản cá tính. Phiên bản cá tính thì hiện tại bên cửa hàng em có hai màu là màu đen và lại màu xanh rêu này, thì hiện tại đang hỗ trợ với mức giá thì từ 41 triệu nha. Đã bao gồm VAT đăng kiểm đầy đủ cho mình. AB. AB thì hiện tại giá cũng giảm rất là nhiều. AB 125 phiên bản tiêu chuẩn 2023 thì cửa hàng em đang hỗ trợ mình với mức giá là từ 42 triệu thôi nha. Đã bao gồm thuế VAT rồi. Còn là phiên bản đặc biệt thì hiện tại giá là 45 triệu cũng đã bao gồm thuế rồi nha. AB 160 thì hiện tại bên cửa hàng em cũng đang hỗ trợ mình với mức giá là từ 60 triệu nha. 60 đến 62 triệu tùy từng màu và đã bao gồm thuế VAT rồi. Còn là dòng xe cao cấp nhất của Honda, dòng xe ga cao cấp nhất của Honda là SH nha. SHi 125 và 150 thì hiện tại bên cửa hàng em đang có đầy đủ cả hai phiên bản nha. Đối với lại phiên bản SHi 125 xe BS thì giá là sẽ dao động là 84 triệu nha. Có thuế VAT đầy đủ rồi. Anh chị mua góp thì đưa trước cho em từ 15 triệu. Còn đối với bản ABS 125 thì hiện tại giá của em này là 93 triệu nha. Mình mua góp thì đưa trước cho em từ 23 đến 25 triệu là mình có thể lấy xe rồi. Còn phiên bản SHi 150 xe BS hiện tại bên cửa hàng em đang hỗ trợ giá là 102 nha. Còn là bản ABS hiện tại là giá 120. Mình mua góp thì đưa trước cho em từ 30 đến 50 triệu tùy từng phiên bản nha. Còn bên này là SH Mod nha. SH Mod thì hiện tại giá cũng giảm rất là nhiều rồi. Với phiên bản xe BS thì giá đã giảm từ 67 xuống còn là 63 triệu nha. Đã bao gồm thuế VAT rồi. Anh chị mua góp thì chỉ cần đưa trước cho em từ 10 đến 15 triệu là mình có thể lấy xe rồi. Còn là những phiên bản cao cấp và phiên bản đặc biệt thì giá sẽ dao động là từ 82 đến 83 triệu nha. Có thuế VAT đầy đủ rồi. Anh chị mua góp thì đưa trước cho em từ 25 triệu là mình có thể lấy xe rồi nha.
một dòng xe số được rất là nhiều người quan tâm. Thời điểm hiện tại là dòng xe Grand Pha của Honda nha, với mức giá cực kỳ là tốt và cực kỳ là tiết kiệm nhiên liệu luôn. Dòng xe này thì bên cửa hàng em cũng đang hỗ trợ mình với mức giá là 20 triệu thôi. Mình mua góp thì anh chị chỉ cần cầm giấy tờ qua cửa hàng em hỗ trợ mình, không cần trả trước luôn nha. Một dòng xe một dòng xe số với thiết kế nhỏ gọn của Yamaha nha. Dòng xe này thì hiện tại có rất là nhiều màu ạ. Hiện tại thì bên cửa hàng em đã cập nhật về đầy đủ tất cả các màu zin cũng như là có sẵn rất là nhiều màu độ 3D để cho mình lựa chọn luôn nha. Dòng xe này thì cũng đang được hỗ trợ với mức giá là từ 20 triệu tùy từng phiên bản nha. Anh chị muốn góp thì bên cửa hàng em cũng hỗ trợ anh chị, không cần trả trước luôn ạ. Nhiều khách hỏi là bên cửa hàng em còn ẹc 150 không, thì hiện tại bên cửa hàng em đã cập nhật đầy đủ tất cả các màu zin của nhà máy nha. Và có hỗ trợ độ màu 3D cho yêu cầu nữa. Đây là phiên bản Exciter 150 nha. Exciter 150 thì hiện tại giá cũng dao động là từ 44 triệu thôi nha. Đã bao gồm thuế VAT đăng kiểm đầy đủ rồi. Dòng xe này thì hiện tại bên cửa hàng em cũng đang hỗ trợ mình là mua góp không cần trả trước nha. Anh chị qua cửa hàng em thì lưu ý thủ tục giúp em là căn cước công dân hoặc là chứng minh nhân dân cộng với bằng lái xe, hộ khẩu, bảo hiểm y tế, hợp đồng lao động. Mình có sao kê lương 3 tháng gần nhất thì qua em hỗ trợ cho mình mức lãi suất thấp hơn nha. Và đặc biệt là mình mua góp tất cả các dòng xe của cửa hàng em, anh chị đưa trước cho em từ 40% thôi là em có thể hỗ trợ mình được lấy cả vẹn gốc như là mình mua mặt, và lãi suất sẽ thấp nhất của tất cả các ngân hàng nha. Mọi người nhớ là qua cửa hàng em mua xe liên hệ trước với em Lệ thì sẽ được hỗ trợ giảm giá trực tiếp 1 triệu đồng tiền xăng xe và combo quà tặng lên đến 1 triệu 500 ngàn đồng nha. Khách hàng ở xa qua cửa hàng em mua xe thì cứ liên hệ trước để em kiểm tra giấy tờ hơn cho anh chị này. Qua cửa hàng em làm hồ sơ tầm 15 đến 20 phút là mình có thể lấy xe rồi. Thủ tục mua góp cũng như là thời gian mà mình lên hồ sơ thì cũng cực kỳ là dễ dàng và nhanh chóng nha. Mình ở xa qua thì nhớ liên hệ trực tiếp qua Zalo để em Lệ có thể gửi định vị cửa hàng cho anh chị đi chính xác nha. Cửa hàng em hiện tại thì chỉ có một chi nhánh duy nhất nằm ở đối diện cổng chợ Phú Tránh A, Duyên Long Phát nha. Những cửa hàng khác có địa chỉ tương tự thì không phải là cửa hàng của bên em nha. Những cái màu mới của 2023 thì bên cửa hàng em đã cập nhật đầy đủ tất cả màu rồi nha. Mình muốn mua dòng xe nào hoặc là muốn mua nào màu nào, độ màu nào thì cứ liên hệ trực tiếp qua Zalo giúp em Lệ nha. Anh chị xem video thì nhớ cho em xin một nút like và đăng ký kênh để có thể cập nhật giá xe bên cửa hàng tốt nhất nha. Cảm ơn chị.